Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng người máy Theo Hùng. Gần Tết rồi, những ngày cuối năm thông thường những cái hãng thì họ sẽ đi gọi là thu gom nợ rồi đi chốt lại một năm đúng không? Tất nhiên Hogan thì họ về mẫu liên tục thôi, và năm 2024 này rất nhiều anh chị khác cũng bán hàng nhá, chứ em cũng không nói là khách hàng, rất nhiều anh chị khác cũng bán hàng đánh giá rất cao Hogan năm nay. Họ sẽ ra rất nhiều dòng sản phẩm Gen 1, Gen 2 rồi màu xám, rồi ra Dalot, ra Mafula đúng không? Cuối năm vừa rồi có con bê tông Dalot và giá 5.8 cực kỳ hot luôn. Thì Hogan mới về thêm một cái mẫu máy mài pin màu xám ấy, thuộc thế hệ Gen thứ hai. Nó có là chuyên vít này, nó có khoan 10 ly, nó có máy mài pin. Thế còn một số dòng điện thì màu xám thì cũng về hết rồi, nhưng mà chắc là họ sẽ phục vụ hàng cho năm sau. Đấy, con máy mài này thì đây, quay vào đây, thùng như này đây là 10 con này. Đấy, cái mã của nó là AG7200BL. Đấy, thì hiện tại thì Hogan có hai cái mã thấp hơn, đó là mã 6400 màu vàng và mã 6900 là màu xám. Thì con mã 6900 thì nó là dòng mà tua tiếp chậm hơn so với con này. Con này tua của nó là 7200 lên đến 7500 đấy, chắc chắn luôn. Cái máy của em nó đang hỏng thôi. Thì về thiết kế thì cũng sẽ có một số điểm khác cho mọi người. Đấy, động cơ thì vẫn là động cơ không chổi than nhá. Đấy, động cơ không chổi than, và con này là có chỉnh 5 tốc liền chứ không phải là 4 tốc đâu, hay là 3 tốc đâu. Đây, 5 tốc liền này. 1 2 3 4 và 5 rất là tiện luôn. Đấy. Cái tốc 5 này mọi người nhìn này. Đó, chắc là phải dán một cái gì vào đây thì mọi người mới thấy được. Tốc 5 nó chạy nó khoảng 2.000 vòng thôi. Đây, như theo hãng thông bố đây. Đấy, tốc 5 khoảng 2.300, 4.600, 6.900, 7.000 mấy ấy, thì nó chạy khoảng 2.000 vòng thôi. Đấy, cho nên nếu anh chị mà mới cắt hoặc là cắt những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là chìa khóa hay là những cái nhỏ ấy, rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, cái con tăng lên này. Đó. Đúng không? Vừa tiện vừa an toàn luôn. Đấy, thì con này tua của nó là 7.200 đến 7.500 vòng và giá thân máy của nó là 680. Đây, em đang sử dụng với một quả pin mà rất hot trong thời gian gần đây, đó là bản Ultra của Drama. Nói chung là nó hơi cọc cạch thì cũng không sao đâu mọi người, tại vì giờ là chân pin phổ thông hết mà. Đấy, pin này dùng cho đét tông mắc các thứ thoải mái, tại vì pin xám của ta hiện tại là chưa có. Đấy, thì chắc phải qua Tết thì mình có pin xám thôi, thì cứ dùng pin này. Đấy, màu xám sạch cộng với quả pin đỏ đón xuân đúng không. Quả này là xả cao nhá, lại có cổng sạc cái loại trực tiếp này. Đấy, tổng sạc điện thoại trực tiếp luôn, không cần qua đấy chuyển luôn. Đấy, cắt máy mài thì thoải mái luôn. Đấy, đây. Cái này thì sắt mỏng hơn, chứ còn nếu mà sắt dày vê viết các thứ thì cắt thoải mái thôi. Vê này hôm nào anh kẹp đây. Cái này thì hôm nào em kẹp eto nhá, hôm nào kẹp eto quay cắt cho mọi người. Đấy, cái quả pin này thì mặc dù nó 6A pin ngon thật. Đấy, nhưng mà em nói thật luôn là rất nhiều cô chú anh chị chưa dùng máy mài pin bao giờ, hay là xem quảng cáo nhiều quá cứ hỏi pin dùng được 3-4 tiếng không. Quả này này, em nói thật luôn, nếu mà 3-4 tiếng thì chắc là mọi người sắm khoảng 6 đến 10 quả. Tại vì dùng máy mài nó rất là hao pin. Có thể quả 6A này anh chị dùng máy vít, máy khoan được 4-5 tiếng, thậm chí một ngày thoải mái thôi. Nhưng mà riêng dùng máy mài thì không bao giờ có chuyện 3-4 tiếng đâu. Đấy, rất nhiều cô chú anh chị là thích quả này rồi, nhưng mà em giải thích thế xong mọi người lại không nghe. Mọi người lại đi chốt những cái bên mà nó quảng cáo là 3-4 tiếng thôi. Đấy. Rồi, thế đây, cho nên là thực tế là không có quả nào mà dùng được 3-4 tiếng máy mài đâu. Đấy là dùng bịp thôi, dùng từ mồm nhà bán hàng thôi. Đấy, các sản phẩm khác, ví dụ xám xi măng này, con máy này là thân máy là 450. Đấy, động cơ không than 10 ly, có khóa trục auto lock nhá. Con này thì nó có, đây, khóa cứng trục luôn này. Nó sẽ có thể sử dụng chân Makita. Đấy, ví dụ như mọi người mua thân này, 480 này, cộng với quả pin này là 380, một quả pin rất hot của Marula. Đấy, pin này là đủ 4A, 10 cell. Đấy, thì pin này thì nó sẽ là 830, sẽ tặng cho mọi người cái sạc, còn giảm cho mọi người luôn là 800 để vào việc cho nhanh. Đấy, còn là một cái thứ hai chuyên vít này. Đấy, 173 đúng không. Đấy, chỉnh 4 tốc này. Con này thì thân máy của nó là 570 cộng với cả có pin 380 thì nó là 950, giảm luôn cho mọi người là 900 cho tròn. Đấy, combo này đỉnh luôn đấy. Combo này mà pin 4A đi bắn tôn, thứ nhất nó không quá là nặng, và thứ hai là cầm nó thoải mái, nó nhẹ tay. Đấy,
Trường hợp mà mọi người thích combo này nhá, đây và đây ghép cho mọi người xem combo này với cả trên gích của Marula màu đỏ màu đất nhìn rất là hợp, rất là bắt mắt. Đấy, đây lấy cho mọi người xem con chuyên vít của Marula. Pin này thì là pin 6A, cầm nó sẽ hơi gọi là nặng tay một xíu. Đấy, nhưng mà được cái là dùng rất là lâu. Đây, nhưng mà đại khái mọi người mua con này rất rẻ. Đây. Combo này luôn là nói thật luôn là lên giá là bão đơn luôn. Tại vì màu nó cũng đẹp. Màu đỏ nhá, pin đỏ nhá, bọc cao su là đen nhá. Đấy, mà pin 6A đi bắn tôn như này mới được cả ngày đây này. Đấy. Thì con này giá thân pin là 620. Đấy, pin này thì nó có công nghệ gọi là sạc nhanh ở trên quả pin luôn, không cần qua đấy chuyển. Thế còn cái thân máy này là 480, là giá thanh lý ấy. 6 bộ 620 này cộng 480 này là 1.100.000 đúng không? Thì em đang giảm luôn thành combo 1 triệu, bán hôm qua lên video xong bán được 15 combo luôn, sắp hết thân ma rũ loà rồi. Đấy, mọi người nhanh tay giúp em đóng 15 thân cái bộ combo này luôn. Tại vì pin này nếu mà tính ra mọi người mua cái thân máy này giá chưa đến 380, chưa đến 400. Đấy, còn nếu mà tính giá gốc của này nhá, thân là 640 thì mọi người mua quả pin này chưa đến 380 luôn. Nói chung là cái deal này là deal quá hợp luôn. Tại vì em muốn xả hết cái thân máy chuyên vít của Marula đi. Đấy, Marula thì nó là thương hiệu con của Hukan thôi, màu đỏ thôi. Đấy. Màu đỏ đón quân đây. Đấy, rất nhiều anh chị hợp màu đỏ đúng không? Nên rất nhiều combo nhá, từ sản phẩm máy mài mới đây, từ ghép pin này giá giảm 30 đến 50, hay là đến ghép pin như này giảm chơi lên luôn đến 100.000 luôn. Đấy. Toàn combo chất thôi anh em nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.